Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của chị Loan để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đang con thú hay gì đây? Thú có đu luôn ha. Trực củ đế không đi rồi quý vị. Em chào chị. Chào chú Tấn ạ. Chào cô chú anh chị Mây Vàng Cánh Nước. Em tên Loan, em ở Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em là 0366894896, cũng là số Zalo của em ạ. Hình thức của em là bao sóng và ship trên toàn quốc ạ. Rồi cô chú anh chị vào xem ạ. Mã số đầu clip là mã số 1 của dê. Đây, em này. Cao 80. Rồi, 80 cao. Cái hoành luôn. Hoành 27. 27. Trực tay cành ha, đoạn tay cành đây rồi quý vị. Rồi, củ đế luôn ha. Hiện nó nghe kỹ như cái gì. Mặt tiền đây, nguyên bể luôn, bự chảng luôn. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 1 giá 800. 800. Rồi, và mã số 2 luôn. Mã số 2. Cao 50. Hoành 27. Rồi, 27 hoành. Rồi, củ đế luôn. Rồi, có luôn như chị. Mã số 2 giá 600. Rồi, xuống cây luôn, 600 ngàn. Mã số 3. Mã số 3. Cao 1m05. Rồi, 1m05 cao. Quần 29. Rồi. 29 quần. Em trực tay cạnh này quý vị, đoạn tay cạnh này ha. Rồi, đế luôn. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 3 giá 700. Rồi, xuống cây luôn. Số 4 luôn. Cao 55. Quành 29. Rồi, 29 quành. Bệ đế dưới bự ha. Quành to, bệ bự. Nghe cái bệ này. Đó. Rồi, mình giao lưu bao nhiêu rồi chị? Mã số 4 với 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, qua mã số 5. 5 luôn rồi quý vị. Cao 45. Quành 28. Khó dữ luôn ha. 8 hoành. Phổi đế. 43. Phổi đế 43. Rồi, cho luôn như chị. Mã số 5 giá 650. 650. Rồi, qua mã số 6. Số 6 luôn. Cao 50. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Đấy quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu chị? Mã số 6 giá 500. 500. Rồi, và mã số 7 luôn. Mã số 7. Số 7. Cao 40. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Không nghe kỹ cái cụ đế này ha. Mã số 7 giá 450. 450. Rồi. Số 8. 8 luôn quý vị. Cao 40. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Cái cụ đế nè. Mã số 8 giá 450. 450. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 9. 9 để sổ luôn. Cao 45. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Đây quý vị nghĩa cái bệ đế ha. Để cũng kính nha quý vị. Mã số 9 giá 400. 400, để kính quá nè. Mã số 10. Rồi, số 10. Cao 40.
ở trên đó là bao nhiêu? Vành 22. À, còn đó dưới. Thử nha, cái này đo thử nha quý vị. Dưới cái mặt cắt ha. 27. Ờ, dưới thì 27, đo trên 22 ha, nó có cái mặt cắt như đó. Rồi, vô luôn nha quý vị. Số 10 giá 500. 500. Rồi. Và số 11. Số 11. Cao 50. Vành 23. 3 vành. Cái bệ đế đây. Tiền nằm đây đây. Đó. 11 giá 550. Rồi, xuống cây luôn. 12. 12. Cao 55. Quành 18. Rồi, 18 quành. Khu đế quý vị. Rồi, cho luôn như chị. Bán 12 giá 450. 450. Bán 13. 13. Cao 50. Rồi, cái quành luôn. Quành 32. Rồi, 32 quành. Này có cành phóng ha. Dựng đỉnh lại ha. Đó. Bị đế đâu vậy? Rồi, vô luôn nhiêu chị? Giá 13 giá 650. 650, cái to giá nhỏ luôn. Giá 14. 14. Cao 85. Quành 30. Rồi, 30 quành. Còn nguyên cái khối đế dưới luôn. Nguyên cái khối đế dưới đây nè. Giống như cụ sứ vậy ha. Nguyên khối luôn. Rồi, vô luôn nhiêu chị? Giá 14 giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. Giá 15. 15 đây. Cao 60. Quành 20. Rồi, 20 quành. Nghe kỹ nha. Nguyên cái bệ luôn nè. Giá 15 giá 400. 400 quý vị, ship tới nhà luôn. Rồi, xuống cây luôn. Giá 16. Cao 65. Quành là 28. Rồi, 28 quành. Đây quý vị. Rồi, luôn nhiêu chị? Giá 16 giá 850. Rồi, 850. Rồi, và mã số tiếp theo luôn. Giá 17. 17. Cao 90. Quành 31. 31 quành. Tay cành của diện cũng nghĩ kỹ tăng ca tay cành em này ha. Cũng đế. Đây còn bự 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 cũng kính đế ha quý vị. Đây còn bự kính ha. 17 giá 800. À, nguyên cái khối rồi luôn. 800 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Đá 18. Cái này lên cây dữ. Cao 70. Rồi, cái quành em nói luôn. Quành 38. Rồi, 38 quành. Đó, con gì cũng lòng. Quá thì bự cây. Cây nó nâng bự bằng người mẫu quay luôn rồi đó quý vị. Chà bá luôn. Còn nào cái bệ nè. Chịu trước có luôn đi ha. Gần 40 quành, quá sức cái cây. 38 quành nha người quý vị. 38 giá 1 triệu rưỡi. Rồi, 38 quành triệu rưỡi. Cây bự lắm. Rồi, xuống đó, cây luôn. Đó, 19. Không xuống này phải hai người xuống mới nổi. Cao 45. Còn gì có cái đuôi đây.
hoành. Hoành là 36. 36 hoành. Này có cái bị lưng. Đó, bị lưng ha. Có cái đuôi luôn. Nó 19 giá 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Số 20. Mã 20. Cao 65. Hoành 24. Rồi, 24 hoành. Để bắp. Rồi, cho luôn như chị. 20 giá 7.5 triệu. 7.5 triệu. Rồi, mình qua cây 21 luôn. 21. Cái này cũng cơ bắp không nè. Cao 65. Hoành 28. Rồi, 28 hoành. Cơ bắp như cái gì? U u nần nần giống cơ bắp của lực sĩ ha. Gần guốc không nè. Để vô cũng kính ha. Đó, 21 giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu rồi quý vị. Là 22. Rồi, xuống cây luôn. 32 đây. Cao 45. Rồi. Hoành 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, giá luôn như vậy. 22 giá 500. Rồi, 500. Mã 23. 3 cuối clip. Nhả nhiều mà. Cuối. Clip kia mới nhớ không? Cao 50. Cái nào chỉ nha. Rồi. Hoành 29. Rồi. Rồi đế ra quý vị. Rồi, giá luôn như chị. 33 giá 600. Rồi, mã số cuối clip. Nhưng quý vị, mã số cuối clip. Cao 70. Rồi, cao 70. Rồi, hoành đo ngay đó. Ngay đây là 53 nè. 53 nè. Số dưới là nhiều. Ngay đây là 63 nè. 63. Trên 53 dưới 63. Nở dữ ha, nở tới 10 sen ha. Nặng quá khiêng không nổi. Để dữ luôn cái gì ơi. Đó. Còn mình kéo rà từ trên xuống nha quý vị. Có những cái mặt cắt ha. Đó. Đế nè. Vậy ngắm nghe kỹ nha. Đây. Nặng quá mình để dưới ha. Rồi mình đi vòng qua bên kia nha quý vị. À, đi qua mặt kia ha. Chặt quá. Rồi đi qua bên kia nghe nữa quá vậy, đánh giáp nữa ha. Quá kia không nổi. Để dưới luôn. Để lên đây thì quay nó không được đẹp không có gì, lên bằng quay quay nó mới đẹp ha. Để đây đi sàn 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 cũng khó coi quá ha. Rồi này cho luôn như vậy. Mã này giá 12 triệu. Rồi 12 triệu ha. Ship toàn quốc cho gì luôn. Rồi hết ha. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Nè, trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho chị Loan ha. Thì số điện thoại của chị Loan thì để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.